Rồi, xong. Dưới lắm bà xong. Càng quá. Càng ơi, còn dưới kìa xong, còn. Ôi tôm. Lụm. Đầu tiên. Hay quá, hay quá. Hay quá xong rồi. Buổi tối hôm nay. Đây nè. Dạ hay độc giải. Ok, ok. Xong rồi. Hay dữ trời. Biết ngay chăng gốc dừa, anh Lực chuyên gia gốc dừa mà. Chào cả nhà. Hello cả nhà. Chào cả nhà buổi tối. Chào lời. Chào anh Lực. Lực la tôm càng thường hưởng. Chào Sang. Sang đang tắt nước cả nhà ơi. Đó. Một con ngồi. Anh lực. Lại giảm hay dữ coi. Gì? Lại dán này nè. Dữ nhẹ thế coi. Trước anh Lực đó à. Lại đi giảm. Hết hồn à. Xích lên Sang ơi. Lấm. Đây có đường lấm nữa hay xong. Quý quay đầu kia. Chọc núi vậy xong. Ở đây sao sang? Thằng em chưa. Lỗ này hôm xong bay nó chụp dính tôm đó. Ê, dính đây. Em có xong rồi. Đang ngậm chạy. Kỹ đó rồi, xong. Ôi trời ơi. Chạy quá xong ơi. Hay quá. Xong nó quay mà lên mà tôi dở lên không kịp luôn á trời. Trời ơi. Hôm nay đó Sang. Hôm nay chưa. Mày đừng gỡ rồi á. Hết rồi á. Cho con cục mồi lại ơi. Quá dữ. Ê mình đưa bóng đèn ra trước anh em ơi. Cho ngoài. Nói chung mà anh em ai dính mình cũng vui cả nhà. Coi dính là mình vui hết trơn. Ê, mình đưa bóng đèn ra trước đi. Đây mình dội để cái đèn chá cả nhà không thấy đường. Lắm nặng. Lại dưới đít sang á. Đó. Xe không lây gì đó, anh đó, chờ cái đèn này cưng. Anh không ngặt thì chứ quê. Tại biết sao không? Sang. Gì vậy? Để gì đó là khó biết lắm, tại biết sao không? Ngay đánh cái lái cà dịch á. Lòn cái điện đây nè. Đó. Cục đây đi anh em. Cái gì đây? Coi vậy, kiện đó đây. Ừ. Kiện đó là... Kiện cái này. Dây đen này lại. Sao? Nè bên đây nè. Đúng không? Đi đựng chướng. Đúng rồi, quá đẹp. Quay lại rồi. Rồi, trai. Quay dần cao cho nó quyếu. Lúc này hổm 3 chụp nè. Tối hù à, không thấy đường đâu. Nó quýu xuống rồi là tôm chà bá. Ở đây công nhận là mưa bự không ha. Không phải như là ở chỗ mà sớm. Sáng mình câu. Trời chơi chơi lụm 2 con rồi trời. Quá dữ. Thử cho lon bia liền. Khăn. Tại nó ly bia lại liền. Chưa chắc à, tối nay ai ăn ai thua chưa chắc ăn nha. Tính đầu con ra. Ê. Của mẹ sang mà nó sang nó sang. Mày có nhúng nhích đâu? Nó quay cho nó quýu hả? Quýu rồi hả? Dạ mà biết liền ha. À. Rồi câu chuyên nghiệp chưa? Ghê chưa, ghê chưa. Mày để cho qua lăng á sao đây sang? Không có được, để qua lăng sống nó đánh. Tôm ơi, tôm à, tôm ra đây, tôm ăn nè. Quýu đi, bữa nay cho mình ăn xong, ba xong dính rồi cả nhà. Đâu có cái gì đâu.
quýu nữa bây giờ nè. Anh lục giấy đang kìa. Ông bà hả? Sang câu dính tên mới sang ơi. Ê. Ê. Anh thằng ơi, trời xong rồi tới con chuyện cái đó rồi. Rồi tới cản nổi rồi, dữ lắm rồi. Trời ơi. Từ từ thôi, từ từ thôi. Không được được chứ không bự hơn. Giang con rồi vậy đó. Nhẹ nhẹ, đừng có động quá. Nhẹ nhẹ. Em giữ lấy mặt nước à trời. Cái gì quá từ từ. Gì lại? Âm rồi còn. Quá trời xong nó nhảy. Cái câu mình không ăn chân mà. Hay là không là hay là nó càng còn cản ta. Thôi tới cản mẫu gì xong rồi. Sao cản nổi được. Ờ ăn nè, ăn cùi cọc chứ. Đừng cho xảy anh em. Xảy dưới nó báo cáo dữ đó. Báo cáo dữ đó. Lên tới mặt nước nó xảy. Không sao. Làm lại cái xong, làm lại cái xong. Lại lại mới được. Quá trời vô đây nhảy à. Rồi xuống cái này như nước dòng hay càng chia ra ăn đi tôm ơi, để phòng bị tôm ơi. Chờ đợi tiếp tục. Rồi tới cả nổi bài xong rồi chứ. Bài xong rồi, hôm nay bữa nay em ghi bàn không sao. Từ từ đi. Đừng cho nó dục nữa. Dục nó báo đồng bọn nó đó. Chúng ta hãy cùng nhau thu phục nó. Nó xàm cái mấy anh chị chữ nữa đó. Thử đi xong. Thử đi. Thử đi. Lụm nữa rồi. Trời ơi, xong rồi. Nữa hả? Thăm mồi, thăm mồi đổ xuống đi. Còn mồi không? Làm gì nó ở góc vừa lại ơi. Có cưng xoài, có cưng xoài. Tấn công góc vừa lại ơi. Tấn nhiều à. Nhiều không có nữa cưng. Lộ lên cũng dính lắm, dính lắm, tầm càng không nói lời sang. Nó còn nguyên à. Sao sang, sao sang, sao sang. Cưng làm một con coi, anh coi coi sang. Biết không? Có giật không? Hơi hơi hơi. Có giật nó ăn ở dưới đó, từ từ đó. Ở đây nó ăn ngầm không mà. Dỡ một con tôm càng cho anh câu cái rung người cái sang. Sang. Tài, chào cả nhà cái sang. Nấu như cồn vậy. Chào cả nhà. Lên sang. Nhẹ hiểu nữa sang ơi. Nhẹ hiểu rồi. Thăm chưa xong. Căng. Để xuống thăm. Thăm gì mà là xong là giật. Nó cho hôm nay hết con rồi đó. Cái đó gỡ ra thì gỡ dầm. Lại lại, lấm bự lại. Dính dữ lắm bự. À, trời, nó liệt. Từ từ cái xong, lại dữ lắm bự cái lại. Tiếp sao ơi. Đừng giỡn lên nha. Ê, đừng giỡn lên. Ôi trời. Trời ơi. Lại công chuyện này sang ơi. Lại ơi là lại. Sao đừng có chọc sang nữa, lo nghiệp đó. Chọc sang lại. Anh thằng gọi nó quệt cái thằng câu công xuống dữ lắm luôn mà. Gì vậy? Ơi cái nhà. À, cái còn, nhà ơi. Lụm. Đúng đời luôn nha. Quá dữ. Quá dữ, quá dữ, quá dữ. Xuống. Nhiều qua nói kia xem ơi. Dữ lắm tôm nhiều quá anh em ơi. Cái nhà coi nè. Cho cả nhà thấy nè nha.
Bữa nay là trúng tôm nha cả nhà. Đó, cả nhà thấy chưa? Càng nè. Trời ơi, đây nè. Càng nè. Ê, có một con lạc xe rồi. Bự nè. Ừ. Lật rồi. Trời ơi, con thằng càng bự. Nó vừa ngợp anh em ơi, cầu sống rồi thôi à. Rồi cho xô miếng nước nữa anh em ơi. Rồi, trời, con tôm càng bự nhất luôn anh em ơi. Nó còn ngon ngoan đó. Còn. Nhanh lên mới kịp. Thôi quay, ấy thì miếng nước đi quay. Thấy không? Thì miếng nước nữa cả nhà. Gì vậy? Cho miếng nước vô lại. Thấy không chị? Lú ơi, mỗi lần nghe lú ơi là lú phái lắm cả nhà. Tình nữa xong quý một cái bụp một cái ha, đừng lắc ra anh em ơi. Đây giật mày, giật ngon mà giật cá nó đi nó đây cái đó lụm rồi đó, lụm nó xong dùng nữa hả? Trời ơi, quay cái biết dục liền. Đâu có gì cứ dúng cái gì không? Hầm lửa sang. Cái hầm mới để xuống. Thay đồng hồ khác đi cưng. Kỳ quá. Bữa nay sao kỳ vậy tại thần tôm? Nghe chưa thấy cái gì sao? Thần tôm bữa nay kỳ vậy. Lên đi, dính lên đó. Tới lại rồi. Còn không biết thế này sao nhiều nữa. Trời ơi. Cả nhà thấy anh em tập trung không? Ừ, cái cây tập trung ghê gớm. Tới giờ ăn rồi. Tới giờ tôm ăn rồi. Nói chuyện với vui lên sang. Quý đi con ngon liền đó. Liệt Nhâm nhép cái miệng dưới rồi đó. Nó mới kẹp lại nhét vô hả? Hai càng nhỏ nó bự quá. Hai mồi luôn đi cưng ơi, lớn quá hết mồi á. Mồi không có thấy ngon lành như hồi đó. Sao rồi xong? Chúi ơi. Hết tôm mày, bắt nó hết chân tôm rồi. Bắt hai tôm bạch kia rồi. Nó chạy dữ ta. Thằng tôm khỏi hả? Để đâu quen chưa hả? Để xuống cái hình khúc đó không tiêu mà. Nó lắp nhấp nhấp ra đó. Đúng rồi, chưa có ạ. Chưa
xuôi rồi. Cái tới đó hả? Gì đó ngậm nó nhai nhai với kìa, thấy không? Thấy đó, đó 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 nhai kìa, nhai kìa. Nhai thì xong. Nhai thì xong. Vuốt. Vuốt nó. Vuốt nhẹ nhẹ lên đây, có là lụm nó không có thôi. Nhẹ thôi, nhẹ thôi. Thôi nó không chạy rồi. Ê nó. Trời ơi, cái gì? Cái gì? Cái gì? Gì lắm hả? Mới có cái bật hết hồn à. Phải không? Biết cái bực luôn hả? Ừ. Nó đó. Bụi ơi. Này Lực thấy luôn hả Lực? Mình phải cho nó quéo luôn đi. Thằng gấp. Kéo cho nó quéo luôn. đừng nghiêng ghe anh em. Biết mạnh lắm anh ơi. Cái này có biết cái mọt mà nó khôn quá vậy thôi. Sang đổi chỗ đó hả Sang? Quýu lại rồi, sao lại? Lên luôn thử lại. Kỳ ta. Hết màu. Hết màu rồi cơ. Lâu dính cỏ đó. Đâu anh Lực nổi chú quả anh Lực. Cậu bà cậu cho dính ta mự thiệt mự ra. Lấy lại chữ viện sáng giờ mất mặt lắm. Như bá quan gì quá trời hả? Giờ xong rồi. Xem nó mấy tới giờ. Sao anh nhớ, anh thấy tương hợp dữ thằng lắm mà sao kỳ bây giờ sao? Sao bữa nay kỳ kỳ hợp ta? Là 12 giờ khuya mới tới giờ của anh. Còn sang một giờ vậy. Chắc một giờ đi ngủ luôn. Anh là bình thường là anh khai trương không à? Mà bữa nay xong khai trương rồi. Xong khai trương rồi. Là cứ chơi dùng hổm cho mấy con bự bự không cho bộ giỡn vậy. Bữa trước thì Sang cấp khuya làm liên tục chứ. Sang giờ khuya á cả nhà ơi. Rồi tối nay còn là 3 kg à. Ở trên Thủ Đức á. Thiếu hồ sơ cho nó. Hầm bông á. Làm cái hồ liền đó chứ. Phát được thế giới luôn. Chứng liền hả? Luôn luôn hả? Phát được thế giới luôn á chứ. Tâm nào một ký gử. Tâm ký gử cái giúp cần đi về liền. Về kêu điện nhà làm cái hồ. Xây hồ gấp 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 liền hả? Kiếm đi quay. Đàng hoàng nha. Okay. Có Bồ Tát luôn. Cái miếng gần gì đó không? Gần Nhật hả? Gần Nhật. Sashimi gì đó. Ngũ gia bì gì đó. Sao lắm? Lực cơ lực. Tới lực rồi. Hỏi lưng lắm rồi không? Thằng Tamo. Tam hả Lực? Anh giá lên Lực. Tao bà cậu anh Lực ơi. Sớm ăn cơm giá rồi. Anh giá chứ cái sơn mà. Nãy ăn cơm nó chiều chứ ở dưới đây câu tôm giá tôm rồi. Mới lại giá tôm hả? Dành lỗ rồi cả nhà ơi. Dành lỗ hả? Ông có dành móc lỗ con tôm chứ chưa nói hết mà. Ơi, một người thì đâu. Người ôm cây.
lắm rồi. Lắm cơm mà cả nhà. Trời cuốn. Vừa anh em ơi, phải nắm giặt đâu anh em ơi. Vớt xong rồi. Xong lỗ rồi nha. Hãy cho dạ. Hãy cho xuống liền. Xong lỗ hả? Ừ. Hay quá quê. Quá dành. Mổ giò. Ê ê ê ê bậy 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 dính này dính này. Dính này hả? Dính này dính này. Đây. Lối xong chưa? Rồi. Lên xong chưa? Đây. Tụi tôi chơi chơi cánh trái nha. Anh lật bung vô cái vườn anh lật. Lật chơi phòng thủ ở ngoài không à? Đi nằm đâu dưới hả? Tao bên đây chạy máy. Anh lật chơi lẻ loi không cả nhà? Lời dưới sông đó đi. Sâu dưới ta. Sâu lắm anh em ơi. Ở đây cái nước nó ra vô nè. Với lại đây chảy chắc tầm vừa nhiều ha. Càng không ra. Gì? Leo dưới luôn á dạ? Xong. Hai dạ. Bình. Con bình không ơi, không quan tâm. Sao lật thăm anh lật. Quéo dữ lắm, quéo nè. Quất đi, quéo là quất đó. Đó, lật lật đó lật. Trời ơi, cái gì lắm rồi. Dữ lắm nặng. Đặt nó đó, đó là lật. Phải không? Đó đó. Nè nè tiếp đi, dữ lắm rồi. Tiếp lại. Dữ lắm nó quéo lại rồi. Ê, nói rồi, dữ lắm tao bự nghe lại. Dữ lắm bự nghe lại. Chụp đi, chụp đi, chụp đi. Ra ngoài đi, chụp đi. Mày phóng dây ra lại. Dữ lắm bự. Trời ơi, bự. Trời ơi, dữ lắm bự. Trời ơi, nó bự. Trời ơi. Sao quay xong? Rồi chứ. Rồi, tới công chuyện với anh Lực rồi. Đâu? Trời nó bự. Mới lại xuống mới chạy vô cái bọn hai bọn đổi mới cái bọc rồi trời. Rồi, vậy nó còn đây nè ơi. Bự hơn con nãy nữa lại. Đó. Cỡ con nãy luôn á. Xong. Rồi. Mình thả với anh Lực ơi. Xích lên anh em ơi, con không hút sao anh em. Tại vì cái bọn bọc nó quá người hả? Cái bọc nó được hoài nè. Tại bự quá không được cái nào. Trời. Nè. Đã không đã không dữ lắm đã mà kéo đi kéo muốn nổi luôn á không không lực cộng thun nãy dính con tôm mà bỏ mất tiêu rồi hả đây. Đây. Nó víu vậy là con tôm bự đó lúc nào cũng vậy á sao sao anh Lực khai trương nữa xong rồi đang sửa đèn nguồn lực lên con tôm chạy nói cắn nổi mà như kỳ á chớp chớp quá. Cái gì? Cái gì? Cái lăn lên chứ. Trời ơi. Đem vô. Sập cái cọng dây nó hay. Trời anh quay. Sàn dính cá anh quay. Anh quay sang ơi. Ê đừng bỏ con cá vô con tôm nha. Bỏ con cá ổng. Ừ. Con gì sang ơi, con gì sang ơi. Bự không? Bự không? Ơi. Trời ơi hay quá trời ơi. Thử lại. Bự. Hay quá lẹ ơi. Anh Lực, có tôm nè Lực. Hay quá thằng ngu. Ây dạ, chúng xe. Cỡ nào cũng gì chứ. Dính liền liền luôn đợi. Ê Lực ơi. Sao có tôm ở đây cỡ này không ha? Ừ, nó có cỡ khảo vậy không? Không có nhỏ. Siêu tới rồi. Đẹp. Có chừng cần câu. Ủa, có cái gặp mình đâu anh Lực? Sao rồi? Sao rồi?
xa lưng. Ủa sang ơi, sang ơi, sang ơi. Gì vậy? Chậm sang hoài. Ăn lút lửa luôn hả anh? Nó chín này nè. Cứng dữ. Ừ, mốt lấy hàm luôn rồi. Chín cái lăng đó xong. Ăn tôm nó xỉu luôn. Thấy chưa xong? Xong luôn mà. Bằng cái lực thằng coi năng liên tục chạy sao nó hầm váy vậy đó. Ừ, liệt quay lên lực, quay lên chết cha, quay lực lực tiếp tiếp bên đây này, lại nó còn giữ mình đó, đây giữ mình đó, bên kia lại lặn lưới cao á, lặn lưới cao á, mắc rồi, mắc rồi hả? Không có cái tổ con tôm nào mà nó lưu buồn cái tổ con tôm này cho cả nhà. Dướng một bình cái nữa hay là một bình có dính con nữa à. Tới giờ của anh Lực rồi. Thấy không? Giờ anh Lực rồi, giờ khuya không à. Sang này cà phê chút nữa cũng thấy cảnh đời với Sang nè. Quỳnh nó có cái thầm dây với nó Quỳnh. Dạ hả? Dạ. Sửa mồi chưa? Sửa mồi lại, sửa mồi lại. Vậy đó mình né. Xui xong rồi. Thôi. Thôi rồi. Nó giờ nó lật rồi. Anh em người con vợ chứ. Bự rồi. Nữa nữa. Rồi xong xong xong, tiếp xong. Tiếp xong ơi. Tiếp xong. Từ từ, cái dây dây đó lực. Dây dây ngay xong. Đừng có bơ, đừng có dùng lại. Nó ra ngoài xong rồi đó. Đừng có dùng, đừng có dùng, đừng có dùng. Trời ơi, con gì vậy? Con lăng. Dính cá chưa? Rồi, cá lăng. Rụt rồi hả? Nhờ dây trời. Rụt con dây trời. Cá, cá không phải tôm hả? Cá đó, cá con cá. Dây nè, dưới con dây cái nó làm cái bực đi luôn. Mình đẩy con bực bình ra. Ê, tới nhà dây đó mình ngưng được không? Ngưng lại đó, nó dướng rồi đó, ngưng lại đó, ngưng lại nó mới dãy đó. Dướng con dây cái bực nó xuất liền trời. Ngưng lại là nó dãy luôn đó. Con dây làm cho mặt nước luôn cả nhà ơi. Nhà con nè. Mời cái con khô ngon biết gì nữa. Cái con chua quá. Ừ. Cái lăng con chua là tuyệt vời. Chị Sang. Ừ, con dây ha Lực. Con dây này bắt được dính rồi. Ừ, ủa cái này. Hay quá. Quá trời đội trưởng bên đây bắt tôm bự không. Trời ơi, được rồi, anh bỏ bên đây được rồi anh Lực. Ha. Ừ, bỏ mấy bên như vậy. Tiếp tục cả nhà ơi. Cái này khi ghê tay. Đúng là tôm càng nữa rồi. Nữa chưa. Tiếp tục, tiếp tục. Ta không đeo bộ hộ ráng kín con tôm nở mặt ra mày với anh em ngồi cười hoài cả nhà ơi. Xong nữa mẹ ngồi nhổ râu rồi cả nhà. Dưới lông rồi. Dưới lông rồi, dưới lông rồi, đủ rồi. Đủ chưa? Chưa đâu, chưa đủ. Ngồi cười hoài cả nhà không biết sao, kỳ lắm rồi. Cần câu này vẫn im liềm. Chắc vậy. Mới dẹp ngay Lực. Tới chuyện nữa là xong rồi. Mới dẹp á. Thầy
về xong mấy. Hay về chứ bụi tầm giống chưa. Mấy nhiều cái bực nè. Biết sao đây. Quýu đi con. Cái đâu anh Lực? Mấy nhịp nhẹ. Kinh ơi. Quýu xong một cái là lụm liền. Đó. Từ từ. Thì cũng có lăn hồi nãy đó nghe. Cá lăn này nấu canh chua. Tôm thì kho tàu. Lật, nhịp nhịp kìa. Nó còn nhịp nhịp kìa, hơi hơi đó. Còn không? Ờ. Kho tàu mà kho xanh hả? Quýu xuống đây mà thấy canh đời mày. Tàu vô kho. Lỡ mà kìa. Thôi ơi trời, dính cái tụi mình có cái sang. Giữ lắm bự sang ơi. Giữ lắm bự tao bự cao càng đó. À, tiếp anh em. Từ từ đừng dở lên nha. Xong, tiếp xong. Càng lên xong. Thấy chưa? Quay lên đi sang. Quay lên sang, đừng gần sang. Giữ lắm tôm bự nha. Sao sang? Trời ơi. Con tôm đó. Tôm bự nè. À dính tôm luôn kìa. Lên tôm nè. Lấy con cỡ tôm đi được. Thánh thằng ơi là trời. Nó lâu thế cái bọc nó mà nó không quẹt sao được. Dục nó bỏ đi cưng. Trời ơi. Có dính nó sang, đưa sang. Bắt tay nó sang. Ok. Bắt tay luôn. Rồi có mùi ra sang, lấy là phong độ lại sang. Cố lên cưng. Nó dính cái bọc nó. Nó liệt hay ghê vậy trời. Sang mấy câu y gian đạp mình câu mà lần đó luôn. Dính mấy cây đó. Gà sao, gà sao. Rồi, gơm ha, gơm ha. Trong vô trống nó không quen gì trơn mà. Sao rồi xong? Tôm của anh sao anh Lực? Nước lớn, làm nhiều nước lớn nó ra ngoài. Ra ngoài xong rồi. Ha. Gì vậy? Gì vậy? Gì xong? Gì xong? Nó đó, nó đó. Nó đó, tôm đó. Tôm đó xong, bọc đâu trong đó. Tôm đó. Con tôm kìa. Ủa? Trời ơi con tôm. Ôi trời. Thấu trời mày xong. Cái cây tao tưởng con càng con tôm lên không mà trời. Thấy nó không búng mà. Có cây đâu trong đó. Mày biết. Tao đâu có dâu con tôm không mà. Lớn con tôm. Đợi kìa. Thôi cái dấu tôm ăn nè. Đâu? Trắng nè. Ơi. Lúa nó tôm kìa. Nó lú cái cây lên kìa, tao tưởng nó cái càng. Câu kỹ là cái càng đen dữ hả? Tôm càng đen. Đúng đời, lúa nó được chưa? Lại lại. Ủa, chỗ này không có bỏ đi hả lại? Đây, coi tao quất con khứ già, khứ ách luôn cho coi nè. Quýu nha con, quýu nha. Nãy bay xong hơi lạnh tay đó. Giống như cái biểu đồ vậy đó. Lên xuống gì chứ đâu phải là xuống hoài. Mà không phải lưu lên hoài. Mình cứ kiên trì.
làm gì làm cái gì cũng vậy cả nha. Thứ nhất là may mắn, thứ hai là ăn thua là cái sức kiên trì bền bỉ của mình, chuyện gì cũng thành công. Cũng giống như Sang vậy đó. Gì đó thấy không, tới Sang rồi kìa. Chính gì Sang? Chính gì hết hồn hết vía hà. Vậy nó lội cục màu lên cho anh đó. Sửa lại mới được. Sửa lại con màu đang quen cứ. Lâu mới hả? Sao lại đang im ru luôn hả lại? Sao ơi? Đây, lên, lên lại. Đó. Hay quá là ơi. Hay quá. Cái đầu tiên luôn cả nhà. Đúng đời ha. Chuyển bến là hiệu quả, chuyển bến là hiệu quả. Chuyển bến ăn liền vậy. Quá im. Ê con tôm. Ê con tôm này tôm gạch mày hôi. Cả nhà con nè. Tôm lửa hả? Tôm càng này kêu là càng lính. Gạch nó đặt rồi ha. Đầu luôn đó. Đúng rồi ha. Cái này liệt liệt mà nó cũng nhói ta. Tiếp nghe. Chuyện bến nó lụm liền. Ai mà hay dữ vậy ta? Lực chứ ai. Chuyện bến lụm liền đấy không? Thì bòi không? Gì lại cái mà vô cái gì không phải không biết có dính không nữa. Dính lên liệt lắm. Đúng đất quá. Màu mới nó ngon lắm mà. Đúng rồi, cái tay đúng lên dưới ta. Kẹp nó lại. Quýu cái đi. Quýu cái là lụm liền á. Bần quá cái đây, bần quá. Con gì ăn mới được. Bần quá. Ăn này. Ăn chưa? Này ăn này. Gớm bự à? Bự không? Con cá. Cá giả, con cóc. Mày xem cái này đi câu cá quá. Vậy. Ăn rồi. Có đâu kỳ. Dữ thiệt chứ. Không ăn ta. Càng bữa nay. Thả mày. Câu cá mà. Cái lăng mà không mồi không? Cái cốc nè. Mà sớm ba xong chứ câu dính cái lâu kiếm mới ghê nè. Chuyện gì cũng có thể xảy ra cả nha. Tiếp tục chờ đợi đi thôi. Hai cục. Mà cái mắm sao chắc này nó lên bệnh cái bụng lắm phải không? Uống trà nóng vô nè. Cả nhà uống trà nha. Tiếp tục thôi cả nhà ơi. Quý không xong. Đó. Mày chạy đi bưởi. Chưa chắc. Còn phi chạy.
chuyên nghiệp rồi. Nó kìa. Nó kìa. Nó ngay 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 cái động bàn thơ rồi. Đừng linh nghiệm như là anh lực giá hay sớm nha. Không lẽ anh Sơn? Càng anh Sơn xa lắm rồi đó. Xa anh Sơn lắm rồi đó, nghe xong. Xong, dữ lắm bự. Trời ơi là trời. Vụ rồi xong ơi xong. Còn không? Còn xong. Còn là còn là còn liệt là còn đó xong. Tiếp lại, tiếp không? Cái gì trời, kẹp gì trời. Thôi xong. Chịu được rồi. Quấn cái đi. Khoan khoan đừng động. Dùng dùng nữa xong. Rồi. Dịch nhẹ. Ừ dùng dịch. Dùng dịch. Dướng dây bọn nhiễm chạy. Dạ chưa. Dạ gì đó. Con này con gì dữ lắm bự xong rồi. Con cá hay xong rồi. Còn không. Con tôm gì kỳ á. Sao. Này cả cầm. Đu 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 cầm lật. 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 Có gì xong chụp. Dướng đầu dưới á. Nhặn nhặn dưới chứ không phải trên này. Nhặn nhặn dây xuống coi. Ra đây. Dưới luôn á. Trời trời. Mà đánh lên được. Tiêu mồi rồi. Tôm gì đó. Cá đó. Trời cá lăng quá ha. Dữ lắm liệt hả. Nóng nóng mà. Bông banh câu lên mà. Tôm mà nó quýu rồi. Cá dở, nãy dở lên cũng gian vậy đó. Cá sao để xuống đó, ăn liền trời. Cá lăng lại quê. Cá lăng anh em ơi. Cá lăng á nó quýu. Nó quýu không khác thường mình. Ủa nó khác tôm. Thấy gì mà chì vậy? Gì vậy? Thấy gì vậy? Dính lên là xong rồi. Dính. Dính. Con này nó vỗ qua đó rồi đó. Không phải đâu, con sông bự. Con sông bự lắm. Sợ cá lăng. Cá lăng ở trong rồi. Giờ nó như hiều mà. Móc dữ hé. Tới nước ăn nha anh em. Xong. Tiếp lại. Đi xong. Bự xong. Trời ơi trời. Rồi. Hay quá xong ơi. Xanh xanh. Xanh ngầm ơi. Ăn ngầm hả? Dở ngầm cái phòng rồi không. Đi bóc ở đâu hả? Bóc có tí xíu à. Anh ơi trời nó mới có đu rồi xong ơi. Mới đu à. Cứ ăn ngầm. Ai vậy? Kẹp gì hé? Kẹp gì? Kẹp đứt hết ta. Đứt con mồi. Rồi. Sao lực? Tôi đứng ăn lên anh em, lỡ mấy lực. Dính lên đó anh em. Ê, bự nha. Bự nha. Tiếp, lên đây anh bắt cho lại. Đó, vậy là lực thôi. Ăn nha anh em. Đây dàn sung rồi đó. Sung lên, sung lên. Nuốt lửa luôn cho ăn ngậm quay. Ăn ngậm xong ơi. Tới công chuyện, tới công chuyện. Đâu rồi? Tôm kia rồi. Nhà kia hả? Ừ. Bỏ vô rồi. Bỏ luôn hả? Ừ. Hay chứ trời. Tôm nhiều mà. Không thấy giật bận gì chứ, nó này thấm. Ăn này te tua tơi tạt. Mà dưới đang ngầm đó. Hay quá anh em ơi. Liên tục. Cảm ơn anh em ơi. Nhà hết buồn ngủ luôn rồi kìa. Giữ được chứ. Có tôm ăn rồi dữ lắm nó sung cả nhà. Không ăn thôi ăn hai con liên tục rồi. Đúng rồi ha.
ngay giữa là nó ăn sao? Ngay cái giữa mồi nó mồi nó ngon à. Ngon. Quá cục bự là bự ra thông ra nè. Cái cục này lâu quá cái nó giãn, nước chảy giãn ra. Ví dụ giãn nè. Ui. Hoài đi, cứ 5 phút gặp, 5 phút gặp đi. Anh em câu tới sáng luôn cả nhà. Có câu đã. Ở đây đặc biệt là cái tôm nhỏ ít, rất là ít nha anh em. Vô không? Không xong nữa rồi cả nhà ơi. Sao nó mau lẫm vậy? Thiếu oxy. Thôi mình xả đục luôn đây anh em ơi. Xả đục tối cho mình ngủ không được á. Xong lên hả? Ừ. Dằn lên lắm. Dằn lên bây giờ mình lấy mấy cái xô của mình lót ở đây. Sao anh em? Hả? Lẫm con nghèo nhóc chân nè. Nhóc chân rồi cả nhà. Bự không luôn á. Lẫm rồi một đống rồi cả nhà. Nè, hết luôn hết lực. Ừ. Dưới có mấy con trong kia nữa hả? Mấy con kia nữa, bà con. Con này cứ động nha. Chữ nó kiểu là để chúng nó cũng lẫm mà. Ê, có nước nữa, tỉnh quê. Đó. Ơi, nó làm gì nó mới gặp oxy anh em. Thiếu xìu anh em ơi. Thấy không? Cây. Sao anh em? Sợ mấy con tôm này chứ nó lụm luôn á. Chết ủng lắm, giờ về cho mấy nhỏ ăn anh em. Lúc mấy cái lụ ra. Lúc mấy lụ nhỏ, lúc cái hai cái thì vô lấy ra được rồi. Nhiều quá. Nó sống rồi liền hả? Chụp rau rồi đây này để mắt. Em. Sớm cùng cái mấy tôm anh em. Cả nhà, tôm bành bành không cả nhà? Sớm giờ mình câu hả? Ờ, không hỏi là làm gì ông nội? Thôi câu chứ quá trời. Thôi, sớm giờ mình câu đây ha, kể trên kia luôn á. Ừ. Rồi, con này nó bự má ơi. Bự lắm. Em bỏ bệnh đâu có oxy lên lực, để lên lực. Cái con này nó bự, nó mạnh. Giúp con bì... Không hết luôn hả? Con này cái màu nó hơi kỳ vậy nè. Thấy không? Chạy rồi đó. Cái gì đó? Bự bỏ qua bên đây nè, ta lật cái chia ra. Bự nó yếu gì vậy? Ừ. Con này bự hơi ghê hồn được chứ. Con này có lẽ lật câu dính quá. Như cái đục của mình á, cái ghe mình không bị xì á, mình mở đục được ha anh em. Ghe mình xì cho cái sòng máy không dám gỡ đục, sợ tối nó nặng quá mình ngủ quên á. Bây giờ mình cho tới cái ngày thứ hai lực ha. Vô cái đèn là ừ bằng với nước ngoài á.
mình lóng tới đâu là nước tới đó đó. Trên nửa giò đó, từ chỗ đó đó. Ừ. Nếu mà mình nước nó nặng nữa thì nó sẽ trên nữa. Để cho vô đi để thôi chết chừng. Nguy hiểm không? Tát gì? Anh em. Đâu có sao đâu. Nguy hiểm không? Sao nào, gỡ mình đang dài chát, đang chát luôn hay vậy? Nó đóng rồi. Gỡ được bên hả? Ừ. Mạnh rồi nè, ha. Có oxy nó mạnh rồi nè, lực. Nước trong là đâu rồi. Hay là chịu khó mình là thay nước ra. Thôi luộc nó đi sang ơi. Luộc anh em mình làm đơn xương luôn ha. Mấy con đó mình thay bia đi. Ừ. Thôi luộc đi. Tối nay mình làm dài lon ha anh em. Ok. Cái gì á? Ok gì? Dính được còn. Sao? Gì trời hết lòng rồi. Đem cái nậu lại dính bỏ vô nồi luôn. Ok. Mày liếm rồi. Mày liếm. Lần trước mình về nó cũng ngấm cùi tỏi, lần này mình về không lẽ là ngấm nữa ta? Nếu mình xì. Cái gì? Nếu oxy chứ. Nó hiểu oxy, mình hiểu canxi. Anh em về câu thì tính về đem về cho mấy bé ăn đó nha. Về cho mấy anh em. Mà không ngờ thì nó chết mớ rồi. Còn mấy tôm bự. Bự thì nó mạnh hơn. Anh em đang cứu nó. Vậy là mình thiếu canxi đó quay. Mà bổ canxi đó. Đang thả luôn hả lại? Thả được hả? Ừ. Đang thả. Cứu nó chút xíu đi. Khi nào mình tắt ha. Ừ. Chứ cái mình đang xì cho cái đồng máy coi nha. Nếu chứa đầy nước nữa là mình sợ rất là nguy hiểm. Còn bia nhiều không nha? Còn chục lắm không? Trên qua mình uống đâu, hùng mình uống 3 ngày 2 ngày á. Gì nữa? Cá con gì đâu á. Từ từ lại, cho nó biết luôn đi cưng. Bạc kia. Cho nó biết luôn đi. Trước rồi nè. Ê, nó quặn đầu cái gì xong? Quặn đầu cái gì vậy? Hả? Tại vì chỉnh. Qua xong để cái câu cái dừa luôn nha. Thầm lén cái này nữa coi nha. Bây giờ anh em mình chịu khó canh nước đi ha. Chịu khó canh nước đi anh em. Nằm ngủ cái mình nhép lại ha. Ngủ mình nhép nó đục lại. Chứ bây giờ để nó ngấm hết là ủng lắm. Tại vì để thùng đá thì được rồi đó, nhưng mà gì đó không có ngon cả nha. Sao xong? Sao? Hay sao? Nó có nhịp không? Sao là sao à? Nó có nhịp không? Xong khai quả đã xong. Còn nước tiếp theo đi xong. Khai quả đã đi xong. Hơi xong. Bên kia xong. Kia xong. Xít. Đi xong. Ừ. Để lúc coi cho. Lại coi tiếp lại. Tay xong nó chỉnh vậy đó. Không ăn cho nó ăn cái hai cây đó.
vậy? Lỗ là bự không sao? Lỗ dẹt á. Dính không? Dặn không? Nhiều rồi chưa dính. Bên này thử coi. Không dính luôn à? Hên cục còn đang nữa xong rồi. Giật ra nãy đó. Còn bò chưa? Còn bò mấy con hả? Còn giật lên đây mà con kia nó ăn ha. Đụng đây chạy bên kia nó ăn cái nè. Trong cái tay. Bập đi ra. Có tôm, dữ lắm mày. Tôm đó. Lâu lâu cũng dính bọc chứ. Phú hồn anh Lực ơi. Đâu mà trôi cái chăng đây ta. Nước chảy mà. Ôi hát tội. Anh không câu tám mà anh đi câu bọc anh Lực ơi. Anh xong sao rồi? Mình đưa nó lên luôn ngay sau đừng có dùng nó dính cái cỏ nữa đó. Đưa nó là về dính luôn. Giờ này anh em cũng không tính uống rượu bia đâu cả nhà, nhưng mà tại vì mấy anh ta mới chết rồi mình xử nó luôn. Vậy không? Cho nó nha đi xong. Câu rồi xong mình lột mình quất lên ghe luôn. Đưa lên luôn cái xong. Đưa lên luôn cái xong. Vuốt nó cái đưa lên bờ luôn. Sao rồi? Gì vậy? Tôm nãy giờ mình tôi đi quên. Thành quả của anh em. Đây là một số lượng nhỏ thôi nha cả nhà. Đó, đó quét. Tâm càng nhà bá nện. Muốn con sao quay. Thôi anh em mình cùng nhau bữa sừng buổi tối. Không tính nhậu đâu. Nhưng mà rút kinh nghiệm đi mấy lần rồi đem về nhà nó bị không được ngon cả nhà. Được xong rồi. Con nào mà mới xỉu thì mình đem về nhà thì nó ok. Còn con nào mà nó bụng quá đem về nhà ăn thịt nó lạc nhách. Thúc vào đây luôn anh em ơi. Anh Lực ngồi đó đi. Trời sao vậy đi. Ừ, chờ luôn. Chờ xong rồi. Thề đi, cho nó nghỉ ra lao đi. Vô cái này nó mới đã nè. Vô. Được không? Trời ơi, được đây. Ở nó lạnh thấy ghê vậy ta. Mình có tủ lạnh mà. Tủ lạnh đâu mà. Xong cái này lên mang tính chuyên nghiệp rồi cả nhà. Nó quan tâm đến vụ cái cần câu lắm. Không còn như lúc trước nữa. Để nó uổng. Mỗi lần đi câu ha, lúc trước ha, Vũ đi câu trần ai là khổ cả nhà. Bây giờ cậu Vũ nó ghiền luôn. Rồi vô. Rồi, 1 2 3 nè anh em. Xong. 1 2 3 vô.
Vô. Mời cả nhà buổi tối. Chuyến sang đêm thành câu. Mười lăm con tôm càng nữa. Thôi, tới 20 con được rồi. Đây mình có 20 con tôm càng rồi đó nghe. Nhiều không? Lọc tôm đi lại. Lạnh đã. Ừ. Lực quốc này nè, lọc đi xong đi. Lọc con lúa mày cho con bự kìa. Sáng, sáng. Thôi, anh có con vừa vừa thôi. Vừa không? Ừ. Vừa đợi xíu. Bỏ cái đầu đó ra lại, cái đầu nó có cái cục ở trên đó lại. Lắm gạch không mày. Không đâu không? Trời ơi, con tôm nó lực gạch kìa. Đặt luôn á. Đi xong. Sang nó bắt con nữa. Nhậu đi mày ơi, gỡ đi. Con dính ăn tôm kia bởi anh lực. Mày cũng bà không? Anh đêm em mình. Người nào câu cũng vậy thôi. Hai câu cũng vậy thôi. Nói chung em ăn con bự mà em bỏ cái đầu cũng á. Mời cả nhà con tôm nha. Mời cả nhà con tôm. Trời ơi, tôm của tháng này rất là ngon luôn cả nhà. Đúng ngon luôn. Chấm tùi tiêu chanh nè. Thành quả của anh em mấy ngày nay. Chập dê hay là ừ. Đã rồi. Mời cả nhà con tôm nha. Dữ lắm con tôm mày gặp luôn rồi. Nó khác hoàn toàn, anh ăn đi. Này em có hả? Không có. Cua đi. Tôm mày có cái này hay sao? Không có gì. Bỏ đi. Bỏ đi. Này hả? Có chưa? Nè. Có rồi, tôi có rồi. Chơi tôi cạn cho anh lúa ra. Thôi, ai có rồi. Dữ lắm bự nè. Đó. Rồi, thôi ăn đi. Càng dữ lắm bự nha. Xong ăn, càng đi. Mồi của mày mà. Út đi. Thật đã rồi à. Càng này nó nhỏ, càng ở đây nó mới bự nè. Làm gì do nào. Rồi. Trời trời. Không biết có hen. Chờ cho Sang làm đi Sang. Đây. Nè, đưa cái càng này cho Sang đi. Đây, trời trời, tất cả ngoài quốc ở trên coi chứ luôn bây giờ. 2, 3, vô. Mày cả nhà con tâm nha. Thấy ngon thiệt quê. Mày ngon. Mày cả nhà ở chết. Mặn. Làm như nó muốn đặt luôn. Dạ khác không? Dạ B hả? Khác tao đùi lắm. Rồi rồi. Thôi. Ê, ngày mai nước dòng quá. Dòng sát anh em đi vòng vòng coi có gì mình bắt được không anh em. Ok. Chứ mình câu tôm hoài cả nhà cũng chán á. Cả nhà có chán không cả nhà? Cả nhà chán comment cho lúa nha. Chứ anh em lúa dữ lắm sung. Câu như vậy hoài á. Đã thiệt. Trời mà xong rồi, ăn nhậu đi xong rồi. Ngày này nó ghiền rồi cả nhà ơi. Đường canh bắt con tôm tôm càng bành kilo đó. Nói chung mình làm cái gì mình cũng tập trung vào công việc của mình là chắc chắn nó thành công. Nó mà lớn vậy nè. Không còn mày xài bự. Tôm bự á. Ừ, nãy liệt cái bực mà nó thấy mà. Đá lại ơi, về nhậu thằng tôm ơi. Thằng tôm. Nói chung á, anh em biết được cái điểm này á là cũng nhờ một người chú á nha. Người chú là người địa phương ở đây nè, dân lưới ở đây nè. Với đó anh em tâm sự rồi mấy chú nói là chú dân lưới dính tâm càng hoài à. Và với anh em quyết định là câu đợt trước. Đợt trước thì cũng nhiều. Đợt này anh em câu cũng nhiều luôn. Tôm thì đúng nước nó mới ăn đó nha. Chứ không phải là lúc nào cũng ăn. Nếu mà lúc nào cũng ăn thì anh em lúa câu không là nãy giờ có 15 kg á. Nãy giờ cũng được trên 2 kg á. Đang heo nước mà. Trên 2 kg anh được. 2 kg bự không á. Rồi đông đông mới lớn không à. 2 kg á. Không mới lớn. Bự không à. 10 mấy con á. Thôi càng không bắt. Cái 10 mấy con tôm mới lớn này cả nhà. Đó. Ừ. Mà nó dốc đâu. Má ha. Mình tí xíu nữa. Đục đầy chưa anh Lực? Đục đầy chưa? Đầy nữa lại giờ rồi. Như vậy có như vậy nó mới con tôm nó mới khỏe được. Tôm nó sâu mà. Ừ. Để nước ít quá. Lật giật lên nó liệt càng bọc dính bọc cái nào. Ừ. Chứ này thì mà lúa không biết là không có biết là mình câu tới giờ nào có nha.
mình chiến tới giờ nào thì mình sẽ nghỉ tới giờ đó. Còn sáng mai anh em sẽ đi kiếm chỗ này chỗ kia để mình bắt con này con kia cả nhà. Bây giờ thì mình chưa biết được cái gì nữa, ngày mai mình khảo sát thử coi làm sao. Đi ra sông thì gặp gì thì mình săn cái đó nè. Chứ mình cũng chưa biết là mình săn cái gì ngày mai nữa. Câu tôm thì cũng còn có hợp trùng nữa hả? Con gử đó hả? Con nhiều quá. Con gử á. Con gử là con nó bự. Con nó dài đâu có ba đâu anh thước đi ạ. Cái đó mình cho tới sáng là hết là vừa đó coi. Còn nó uống nó cắt gì ạ? Nó dài rồi. Quá con. Con dài. Bự quá dở không? Nè, sang quốc cái càng đó đi, xong quốc cái càng này đi. Ai à, khoan càng mà. Vô. Hết hả? Tôm hết hả? Vậy? Đó, có nhiều đó. Rồi, có nhiều đó. Mình lột chết, nó chết nhiều, lột nhiều mà. Còn mấy tầm sống chứ không lột. Còn mà chưa cái, chưa được hả? Chưa nữa, nó chưa thiếu bên Phi. Chưa thiếu bên Phi. Thôi, bây giờ thì anh em lúa kết thúc clip ở đây nha cả nhà. À, hẹn cả nhà vào sáng mai. Nếu như tối nay mà có sự cố thì mình bự bự nữa ha cả nhà. Không qua chưa cố mà là thành quả bự bự thế đó, thì lúa sẽ chia sẻ cả nhà tiếp tục. Còn nếu không thì hẹn cả nhà clip tiếp theo. Bye bye cả nhà, hẹn cả nhà clip tiếp theo nha. Cảm ơn cả nhà đã ủng hộ. Bye bye cả nhà. Bye bye cả nhà.